Chào quý vị và các bạn, sang hôm nay thời tiết Nam Bộ đã ôn hòa hơn khi mưa dông giảm rõ. Dự báo đêm nay toàn miền chỉ mưa vài nơi, trạng thái chính là tạnh ráo, không khí mát mẻ với mức nhiệt độ thấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành khác sẽ dao động ở mức từ 24 cho đến 27 độ. Sang ngày mai, trời nắng mạnh từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Chỉ riêng Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, nhiệt độ có thể lên mức 34 độ, trời khá là oi nóng. Dự báo sau 16 giờ trời mới bắt đầu có mây dông. Tại miền Đông, mưa tập trung chủ yếu ở Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh. Còn ở khu vực miền Tây, mưa sẽ tập trung ở Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh, xuống đến Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Những nơi này sẽ có mưa nhỏ, tuy nhiên trong cơn dông vẫn cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Trên biển, dự báo đêm nay, ngày mai, từ Bình Thuận xuống Cà Mau, Kiên Giang, ra ngoài hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ít mưa, gió nhẹ, biển êm. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động khai thác hải sản của bà con ngư dân.